Còn nhớ người yêu cũ thì ảnh không còn thương con nữa đúng không? Thời gian đã qua rồi nhưng họ vẫn có thể quay lại với nhau đúng không mà. Mỗi lần con vô nick Facebook của ảnh mà con thấy những post ảnh đăng về người yêu cũ là con bực mình. Con không chịu nổi. Biết là sẽ buồn nhiều nhưng trong trường hợp này con chia tay thì hợp lý đúng không? Con cảm ơn sư và chúc sư sức khỏe. Mỗi lần sư đọc là sư thở dài, vì biết tại sao không? Bởi vì tự dưng là sư thành một người tư vấn tâm lý. Cụ thể ở đây là tư vấn tình yêu mới chết chứ. Sư không có chê, không có chửi gì, có gì hết trơn á. Nhưng mà cái vấn đề là sư thở dài thôi. Nó như thế này. Quý vị muốn nghe cái trường hợp của quý vị đó, kinh tạng nói như thế nào, hay là quý vị muốn nghe trường hợp của quý vị, những chuyên gia tâm lý nói như thế nào? Hai cái khác nhau nhé. Nếu như quý vị cần nghe cái trong trường hợp này đó, chuyên gia tâm lý nói như thế nào, thì vui lòng đi tìm chuyên gia tâm lý. Người ta miễn phí hay tính tiền theo giờ, nó là chuyện của người ta. Nhưng đó là lời khuyên của chuyên gia tâm lý. Còn khi quý vị gặp sư thì sư sẽ đặt câu hỏi trong trường hợp này, nếu như quý vị hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn có khả năng lớn nhất là Ngài trả lời như thế nào. Tự dưng khi đó là bừng xoáng òa ra, không phải thở dài nữa. Nhưng mà nhìn lại câu hỏi thì vẫn thở dài thêm lần cuối trước khi trả lời. Đức Thế Tôn đã nói như thế này: ái dục sinh lo âu, ái dục sinh sầu muộn. Ai không còn ái dục thì không còn lo âu và không còn sợ hãi. Cái vấn đề của quý vị đó, cái người đặt câu hỏi này là quý vị đang bị ái dục chi phối. Cái tâm tham ái nó nắm lấy quý vị. Quý vị vướng lấy cái mồi câu và nó kéo quý vị đi chỗ này, nó kéo quý vị đi chỗ kia. Chính bởi vì tham ái cho nên quý vị đau khổ. Chính bởi vì tham ái cho nên quý vị tìm hoài không thấy lối ra. Như vậy, lời đề nghị của Đức Thế Tôn rất là rõ ràng. Cái gì là gánh nặng, biết thì buông. Vậy thôi. Đạo Phật đi ngược với thế gian. Những chuyên gia tâm lý sẽ khuyên quý vị làm cái này, làm cái kia. Sư chỉ nhắc quý vị, Đức Phật nhấn mạnh ái dục là nhân sanh khổ. Chừng nào quý vị còn ái dục, chừng đó còn khổ. Người yêu cũ của quý vị vẫn còn tâm ái dục. Cho nên người yêu của quý vị đang đau khổ. Và cái anh người yêu của quý vị đó, do ảnh vẫn còn bị cái mồi câu ái dục nó kéo lấy, cho nên cái chuyện mà ảnh có quay lại với người này, quay lại với người kia thì đó là chuyện không có gì lạ. Sư nhắc nhé, nó là chuyện không có gì lạ. Sư không nói là chắc chắn ha, không nói đương nhiên ảnh sẽ quay lại, hoặc là ảnh sẽ thương cô, ảnh sẽ yêu cô. Nhưng mà sư chỉ nhắc một chuyện: chừng nào ảnh còn bị ái dục chi phối, chừng đó ảnh mới còn yêu cô. Mà chừng nào ảnh còn bị ái dục chi phối thì chừng đó ảnh vẫn còn có khả năng quay lại với người cũ. Nó hoàn toàn là chuyện bình thường. Quay lại vấn đề của cô. Do cô cũng bị ái dục chi phối, cho nên cái chuyện cô đau khổ là chuyện bình thường. Và do cô vẫn đang bị ái dục chi phối cho nên dù là cô lựa chọn quyết định thôi, dù sao mình vẫn là người chiến thắng, bởi vì mình đang nắm giữ ảnh chứ không phải người yêu cũ. Hay là cô quyết định chia tay thì cô vẫn đau khổ. Quyết định gì thì cũng đau khổ mà thôi, bởi vì cô đang bị ái dục chi phối. Và dù cho cô có chia tay đi nữa thì do bị ái dục chi phối đó, cô vẫn sẽ có khuynh hướng tìm người khác để rồi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bỏ cái mối này thì lại có mối khác,
À, chẳng qua đổi cái tên thôi. Rồi thì khổ vẫn cứ khổ, do cô vẫn còn bị ái dục chi phối. Lời đề nghị của Thế Tôn là Đức Thế Tôn chỉ ra đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, và chỉ có buông bỏ được cái nguyên nhân khổ thì mới đi trên con đường chấm dứt khổ. Xin nói như vậy đã rõ ràng hay chưa?